Suzy là người yêu cũ của Mimimpo. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu phong cách thời trang sành điệu và ấn tượng. Dùng bò canh trích tỷ lệ sành diêu cô tinh của Mimimpo hình anh 1. Sáng 16 tháng 11, trang Gangboy đăng tải thông tin Mimimpo và Suzy đã kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn 2 năm. Cặp đôi này từng được công chúng yêu thích vì sở hữu gạo thời trang sành điệu. Phong cách của tình cũ Mimimpo luôn nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn đậm chất sành điệu. Dùng bò canh trích tỷ lệ sành diêu cô tinh của Mimimpo hình anh 2. Người đẹp lựa chọn bộ trang phục đơn giản với áo thun, quần jean nhưng nhấn nhá khéo léo bằng đôi bút da lộn cùng chiếc áo khoác mạnh mẽ. Dùng bò canh trích tỷ lệ sành diêu cô tinh của Mimimpo hình anh bà. Vào những ngày thời tiết lạnh giá, áo khoác dán dài trở thành trang phục không thể thiếu của Suzy. Cô kết hợp cùng quần và bút da khi xuất hiện. Dùng bò canh trích tỷ lệ sành diêu cô tinh của Mimimpo hình anh 4. Người đẹp tinh tế khi biết cách cân bằng vẻ mạnh mẽ cùng nét nữ tính với seo đồ kết hợp từ bộ suit đen và nhấn nhá bằng mẫu túi với quai sắt đính hoa. Dùng bò canh trích tỷ lệ sành diêu cô tinh của Mimimpo hình anh 5. Suzy thể hiện vẻ thanh lịch khi diện bộ cánh nữ tính với áo len cổ lọ cùng chân giấy in họa tiết màu đu đe. Cô thể hiện tư duy sáng tạo riêng khi lựa chọn đôi bút đan dây đồng điệu cùng túi sách. Dùng bò canh trích tỷ lệ sành diêu cô tinh của Mimimpo hình anh 6. Nữ ca sĩ còn là tín đồ yêu thích những gam màu trung tính như nude, đen, trắng hay xám. Dùng bò canh trích tỷ lệ sành diêu cô tinh của Mimimpo hình anh 7. Diện áo khoác Oyashiz với gam màu tím than, cô khẳng định vẻ cá tính riêng thông qua việc lựa chọn đôi bút đinh tán gầm hố. Dùng bò canh trích tỷ lệ sành diêu cô tinh của Mimimpo hình anh 8. Đôi lúc, người đẹp cũng đơn giản với những bộ cánh thoải mái mang phong dáng Oyashiz như chiếc áo sơ mi kẻ ô kết hợp cùng